Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là cáp còi của xe Hyundai Đô Thành nha anh em nhé. Đây chính là cái cáp còi của nó này. Cái cấu tạo của nó thì là cái phần bên ngoài này là nhựa ABS cao cấp, và bên trong là các cái bảng mạch điện tử để điều khiển. Đây, đây là bốn một chỗ để chúng ta sẽ bắt vào chỗ vô lăng này. Đây là giác điện của cáp còi này. Đó. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.